Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay thì em làm một cái clip ngắn review công đoạn cuối cùng để hoàn thành chiếc xe gửi cho anh trai ở Mỹ ha. Con này là chiếc thứ ba hay thứ tư ta? Thứ tư. Con này là chiếc thứ tư, còn chiếc nữa phải không? Còn chiếc bầu bạc nữa mới xong phải không? Đây. Con này thì giờ hỗ trợ cho anh trai nè. Đã con này thì giấy chủ sang tên cho người nhà ở Việt Nam rồi. Còn giờ thì mình tiến hành gã đồ ra. Gan kiểu như mình nhập ba món vậy đó ha. Nhập ba cục á, nói chung là năm nay nhập ba cục á, giờ gửi qua bên Mỹ cho ảnh. Bữa giờ là bên bển ảnh nhận được hai chiếc rồi đó. Ít bữa nữa chắc là không, tại vì hai bữa trước là em cũng có gửi thêm chiếc rồi, chắc cũng khoảng độ vài ba ngày nữa là qua tới bển đó. Còn chiếc này thì hôm nay em sẽ đưa lên cảng nha. Con này trong hôm nay em sẽ đưa lên Sài Gòn rồi xuất khẩu mấy anh em vận chuyển qua bên Mỹ nè. Mỗi người công đoạn hết, gói đồ bỏ vô ba cái thùng xốp á, thùng bự bự. Có cái bạn này bà không làm trên bà ngồi á hả? Ừ, bà bên không làm trên ngồi cản đường vậy hả? Nè, đây gã ra từng món nha, gói giấy cẩn thận lại hết rồi đưa vô cái thùng xốp nè. Rồi tiến hành lưa lên xe bán tải xong hết nhiệm vụ, còn cái chuyện lại còn lại là của mấy anh em bên chành gửi và bển nha. Nói chung là gã hết trơn luôn tất cả những cái món, chỉ giữ lại cái sườn với cục máy đó. Ủa cục máy là mình rớt ra trọng do luôn rồi phải không? Như là gã luôn cục máy rớt xuống luôn rồi. Chiếc này là dựng lại theo ý của ảnh ha, cái hình của ảnh đưa sao thì em dọn lại theo ý của ảnh, đúng màu đó luôn nè. Chi tiết này thì dọn theo sở thích của ảnh luôn nè. Này về là ảnh gáp lại thôi. Này, những vị trí bắt ốc thì anh Phong cũng có để lại sẵn hết nè. Đó, mỗi cái mình gá vô con ốc hết. Nào, anh em đưa qua bển là chỉ cần gáp đồ lên nữa là xong. Này đúng chắc đam mê luôn á. Đem xe về rồi 4-5 ông bu lại rồi hồi làm. Ủa ông nổ máy được hết trên chưa ta? Hai chiếc gửi qua ông nổ hết rồi chưa? Hay là mới con chiếc à? Mới nổ được con chiếc à, chiếc kia mà chưa bữa trước chiếc đầu tiên là chiếc gì ta? Áo hả? Áo xì bo hả? Áo xì bo hay áo xì chi? Áo xì bo 202. Đợt này áo 110 cũng giống áo xì bo thôi à. Có khách đâu đặt áo xì chi đâu đúng không? Đàn áo xì bo không? Áo xì bo dễ rồi. Con 203. Có con 203 là gáp cực á. Bắt sẵn để dấu ốc lại cho mấy ảnh và bển là nó dễ làm. Này thì đưa lên cái thùng nữa là xong. Rồi, sẵn đây em cũng xin cảm ơn mấy anh em nha. Bên Mỹ ủng hộ tới ở Việt Nam luôn. Nên cũng hết mình với mấy anh và hỗ trợ đến cái công đoạn cuối cùng luôn là đưa thành phẩm lên cảng ha. Rồi, cảm ơn mấy anh trai nhiều.